Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Em Sắt Đất Thắng nha bà con. Em với đồng bọn của em nè, mấy đứa cháu chơi với mấy đứa cháu nhỏ nhỏ chắc ăn anh em ơi. Không có chơi với người lớn. Em lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình một con giang ma 1m85. Này là chạy cực kỳ bền luôn, cực kỳ bền luôn nha. Đặc biệt đối với dùng bà con cô bác nào mà dùng sông nước, cái nước ngọt, dùng nước ngọt. Cái dùng của em thì nước mặn thì bà con cũng ít xài nha. Em cũng nói rõ không giấu giếm gì anh em. Nhưng mà dùng nước ngọt bà con chuẩn hơn. Cái dòng máy này. Chi tiết máy em quay thật là kỹ cho anh em bà con cô bác mình. Máy này anh em nhìn cái dòng máy này trước tiên là nó là lọc nhôm. Nên nó rất là nhẹ trong cái việc mà anh em vận chuyển nha. Nhất là cô chú mà gặp vấn đề sức khỏe đó là anh chị mà gặp vấn đề sức khỏe thì mình khiêng nó rất là nhẹ, hoặc mình để trên cái phương tiện gì đó mà mình di chuyển thì nó nhẹ hơn những cái dòng máy mà lốc ga. Ưu điểm của nó là rất là nhẹ. Cái thứ hai là nó rất là bền, cái độ bền cực kỳ cao. Anh em để ý giùm em nha, nếu mà bà con cô chú nào mà có xài cái máy này rất là chuẩn. Còn máy thì nó nguyên bản hoàn toàn luôn nè. Nãy em có quay hai cái máy trước thì có mở mặt gam có chỉnh nha, còn đặc biệt máy này là không có can thiệp bất cứ cái gì trong máy hết. Anh em nhìn VC toàn tập, nhưng mà cái bộ lọc dầu, cái bộ lọc dầu thì bên em không có thay nè, bên em nhìn nó đen thui dần. Nhưng mà cái ly với cái lọc này là ly zin, anh em nhìn con đó nè, còn nguyên bản theo máy hết. Nắp dầu thì nó hơi xét nè, nhưng mà nó là cái nắp zin nha. Anh em nhớ lưu ý nó là cái nắp zin, nó hơi xét thiệt. Nhưng mà nó rất giá trị luôn á. Còn dầu thì em thấy dưới đáy nó cũng còn sáng. Chứ ở đây thì nó bị áo dầu rồi nghe nè. Sáng bên đây nó bị áo. Nắp hồng nguyên bản. Cái đời một ếch nó ngộ anh em ơi, là dặn tất cả những cái nắp hông em để ý là nó dặn toàn lục giác không, lục giác 6 em nhớ, 5-6 gì đó. Cái máy này thì cái kiến, cái chá ở trong nó còn, nhưng mà cái kiến với cái bóng nó bể mất tiêu rồi. Bu ly theo máy thì cũng nguyên xi luôn nè. Cái dòng này là bê tông 82 ly nha nè, bê tông nó 82 ly, nó mạnh hơn cái Tết 80 mình, nhưng mà rất nhiều bà con chuộng cái dòng này luôn, lạ lùng vậy đó. Cái này là cái chỗ mà phát điện cho cái bóng đèn, nhưng bóng đèn nó đứt giờ thì nó không còn. Nhờ con nghiêng trước kìm mà vẫn có quay chứ, cái lòng mũi em ở đây nó ngạt bét luôn rồi nè. Cái này mà có gặp ghê hung hết thì còn biết mùi màng gì nữa trời. Này dắt gặp là cắn không chứ giờ nghỉ hung rồi. 901 811 anh em ơi, giờ thời buổi này là đừng có hung. Hùng hùng nhau được và cắn luôn đi anh em ơi, làm gì người ta mới ấn tượng. Anh em nhìn máy nó khu gan luôn á, nguyên si toàn tập luôn, bôi lửa bôi e là nguyên bản hết rồi. Nhà con trai để xuống đây coi, ai gọi em giữ rồi, chủ nợ kiếm rồi. Bôi e bôi lửa nguyên si hết. Giờ anh nhờ chuyển cái hàng cho anh em mà con cô bác mình nha. Diễn giờ bữa nay mới phát hiện chuyển là nó quay rất là tịch luôn nha, nó biết tí. Dòng máy này anh em có chừng khoảng 20 con nữa, rồi 10 đến 20 con. Rồi có tóc lâm, anh em chạy cái này là nó lên nước cứng lắm. Rất là
này rất là nhạy luôn anh em, rất là nhạy luôn. Gà nhỏ quá đắt con trai. Hết dầu luôn hả nhỉ. Con nhóng ra lên tí xíu này nó còn nó phải rã vào bọt con trai ơi. Nó hút nghe nó là nó tiếng nó hết dầu luôn hả gì rồi. Rồi chính xác luôn, hết dầu luôn, em nghe tiếng quá chính xác luôn mà. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình, con cứ xả bình thường đi. Em xin báo giá anh em mà con có bác mình ha. Giá cũ nó 5 triệu nè. Hôm nay em xả hàng cho anh em bà con cô bác mình ha. Ở này hôm nay em tính anh em là 4 chu 8 rồi nè. Anh em đặc biệt là nhanh tay cái máy này, em nói là công suất mà 82 ly, 1 quá 85 này anh em chấp 4 cái máy đi 6 vô kịp nữa. Nếu mà anh em sử dụng nước ngọt á, khẳng định với anh em mình luôn á, không phải mà 2-3 mà là 4 cái luôn. Cái dòng này nó bền dữ lắm, bền luôn mà nó thâu dầu. Nếu mà mình nói mình tính từ cái ngày hư mà mở ra sửa nghe nè, D6 lại quay là hư hoài, hư lặt vặt hư hoài luôn á. Còn cái này nó không có tình trạng đó. Nay mua về là anh em đổ dầu nhớt vô sử dụng là ok thôi. Dặn không nổi rồi chùm đè gãy đó nghe con trai. Còn mấy con xả dưới đây nè, con lấy chìa khóa 17 con xả dưới đây. Ừ đúng rồi, ok. Mở rồi có mình chùi vô cái quần mình chét mấy thằng chưa có vợ nên chùi là thoải mái luôn đó. Bơm tóc tóc rồi rồi ok anh em nha. Cái này hôm nay em xả hàng cho anh em, tới anh em 4 chu 8 nhanh tay anh em này, chậm tay mất tiêu, khẳng định anh em mà con có bán tao luôn. 1 quá 85 mà bán giá này là nó bèo như là cá chốt rồi. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em, cảm ơn con trai nhiều nha. Rồi chào tạm biệt bà con.